Bạch Thế Tôn, 8 giải thoát đối với 8 giải thoát là xa lìa hay chẳng xa lìa, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, đối với 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ là xa lìa hay chẳng xa lìa. Bạch Thế Tôn, 4 niệm trụ đối với 4 niệm trụ là xa lìa hay chẳng xa lìa, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, đối với 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo là xa lìa hay chẳng xa lìa. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không đối với pháp môn giải thoát không là xa lìa hay chẳng xa lìa, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là xa lìa hay chẳng xa lìa. Bạch Thế Tôn, 5 loại mắt đối với 5 loại mắt là xa lìa hay chẳng xa lìa, 6 phép thần thông đối với 6 phép thần thông là xa lìa hay chẳng xa lìa. Bạch Thế Tôn, 10 lực Phật đối với 10 lực Phật là xa lìa hay chẳng xa lìa, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, đối với 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là xa lìa hay chẳng xa lìa. Bạch Thế Tôn, pháp không quên mất đối với pháp không quên mất là xa lìa hay chẳng xa lìa, tánh luôn luôn xả đối với tánh luôn luôn xả là xa lìa hay chẳng xa lìa. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà La Ni đối với tất cả pháp môn Đà La Ni là xa lìa hay chẳng xa lìa, tất cả pháp môn Tam Ma Địa đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa là xa lìa hay chẳng xa lìa. Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết đối với trí nhất thiết là xa lìa hay chẳng xa lìa, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là xa lìa hay chẳng xa lìa. Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa đối với tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không nội đối với pháp không nội dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp không nội? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh?